Xin chào các bạn, hôm nay bên Oni xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm in tem mã vạch Bartender. Để cài đặt được phần mềm in tem mã vạch Bartender này thì đầu tiên các bạn cần phải tải bộ cài setup về. Thì các bạn có thể truy cập vào website của bên Oni, đó là trang hướng dẫn sử dụng, trang www.phần mềm bán hàng vnoni.com. Sau đó các bạn chọn đến mục in tem mã vạch. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, trong mục hướng dẫn in tem mã vạch có cái bước đầu tiên, đó là cần phải cài đặt phần mềm in tem Bartender này. Thì các bạn bấm vào cái link tại đây. Thì đây là bộ cài Venoni đã đẩy lên trên driver. Đó, sau đó các bạn kích và mục tải xuống. Khi mà kích vào tải xuống thì ở đây nó sẽ ra cái thông báo, đó là do cái tệp này hơi lớn thì các bạn chỉ cần bấm vào vẫn tải xuống. Thì ở đây sẽ ra thông báo là cần lưu cái bộ cài này, thì các bạn nhớ lưu vào thư mục Venoni, sau đó các bạn chọn save. Thì lúc này các bạn sẽ cần phải đợi mềm Bartender tải xong. File này hơi lớn nên là quá trình đợi sẽ hơi lâu một chút. Thì khi nào kết thúc thông báo tải xong thì các bạn giải nén ra. Thì ở đây trong máy tính của mình đã có bộ cái trước đó rồi, mình đã tải về. Thì khi mà tải về các bạn giải nén ra, kích chuột phải chọn Extra Bartender. Thì bộ setup Bartender này đó là bản 10.0. Thì các bạn kích bước vào thư mục này. Ở trong thư mục folder của cái Bartender 10.0 này bao gồm có bộ cài. Thì các bạn để ý có cái file ESE thì các bạn chạy cái file đấy, bản child ở đây. Sau khi chạy xong thì các bạn chạy file bat này. Còn đây là các mẫu mà Venoni có thiết kế sẵn, thì đối với tùy từng khách hàng sử dụng máy in tem nào thì chọn mẫu đấy. Ví dụ thông thường hiện nay khách hàng hay sử dụng máy in tem chuyên dụng, đó là máy in tem Abbott 350B. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài, có thể kích đúp để chạy file .exe này. Trong quá trình cài đặt thì nó sẽ hơi lâu một chút, thì các bạn vẫn có thể thao tác làm các công việc khác. Đó, các bạn nhìn thấy có cái file 350B, tức là dành cho máy in tem Abbott 350B. Còn đối với cái mẫu label 65 tem này là dành cho giấy Otomi khổ 65 tem in trên máy in laser. Còn ví dụ như một số các dòng máy in đời cũ hơn, in sử dụng băng mực có Goldex chẳng hạn thì các bạn chọn. Còn nếu mà sử dụng các mẫu khác thì các bạn chỉ cần sửa lại thông tin thôi. Thì là nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Đấy, khi mà các bạn kích đúp chạy file ESE sẽ ra cái mục này. Lúc này nó chọn ngôn ngữ thì các bạn để mặc định là English. Bấm OK. Bây giờ các bạn sẽ đợi quá trình cài đặt diễn ra, thì lúc này các bạn có thể làm các thao tác khác. Tới bước này thì các bạn sẽ bấm Next. Sau đó chọn Accept, tích vào Accept rồi chọn Next tiếp. Này các bạn có thể chọn bản basic, chọn next, rồi chọn intro. Hello. Có vấn đề gì đó?
Tiếp. Next. Ở đây khi mà ra thông báo như này là để xác định là nếu các bạn để các tích như này thì nó sẽ mở ra một cái file về hướng dẫn và chạy luôn bartender, thì thông thường các bạn bỏ tích đấy đi. Bỏ chạy bartender tại vì cần phải chạy file crack sau đó thì mới mở bartender. Đấy, các bạn bỏ dấu tích đi. Các bạn có thể để lựa chọn dấu tích đó là create desktop, tức là ra một cái bản shortcut ở ngoài desktop. Sau đó bây giờ các bạn bấm finish. Đó, thì các bạn sẽ thấy một shortcut bartender ở ngoài desktop này. Sau đó các bạn vào lại thư mục mà các bạn download về. Ở đây các bạn cần chạy file bát này. Nếu không nó sẽ ra cái bản thủ có key, bắt phải đăng ký key. Khi mà ra như này thì các bạn bấm vào cái kích chuột trái vào cái chữ go to này. Đó. Sau khi nào thấy thông báo ra màu xanh và có chữ ok như này thì là đã được collect xong. Các bạn tắt đi. Trong lúc cài đặt bartender thì cái đến bước cuối các bạn có thể tắt loa đi, tại vì nếu trường hợp cái máy mà có loa ấy, thì khi mà chạy file bát này nó sẽ ra một cái nhạc, nếu mà nghe nhiều khi nó sẽ hơi sợ một chút. Đó, bây giờ thì các bạn có thể sau khi cài đặt xong thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành vào phần mềm và intent mã vạch, thì đã có một cái video ở phía dưới hướng dẫn chi tiết về cái cách intent mã vạch như nào rồi. Ở đây mình sẽ hướng dẫn qua lại. Đó, các bạn chọn đến intent mã vạch. Chọn vào thông số thì các bạn chọn đến cái mẫu năm là bartender. Sau đó các bạn chọn đến đúng cái thư mục mà thư mục các bạn tải về đó, thư mục này này. Đó, thư mục bartender này thì có các file thiết kế sẵn. Đấy, ở đây mình đã chọn sẵn rồi thì các bạn tiến hành intent. Thì các bạn có thể xem video sau để biết cách về sử dụng chức năng intent mã vạch kèm cái hàng trong phần mềm VNONi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.